cho thuê nhà 1 trệt 1 lầu địa chỉ E54 đường số 2 khu dân cư Hưng Phú, cách tòa nhà Momaphone 150m, Cần Thơ. Đối diện cổng ca giờ Cờ Nam Long, nhà một sân trước, 1 bờ ca, 2 phòng ngủ, 1 phòng ngủ master ban công, 4 toilet, thoáng mát thông tầng, tổng diện tích sử dụng 150m2, thích hợp ở gia đình, văn phòng công ty hoặc spa, G8 thể ở trên tháng thuê theo năm, cọc 2 tháng, hết thớ từ 1 năm trở lên.